Hello xin chào, mình sẽ chơi tiếp cái con những con mua bài này các bạn. Cái tập 4 mình sẽ ao vào tập 4 này, ok. Skip để ao vào. Ok. Đấy kìa. Con tướng này, con tướng gì? Không biết. Các bạn đã tài trợ lịch. Các bạn tài trợ lịch nhưng con mình cũng có tướng gì. Ôi, con Mila. Mà đéo lắm. Bố mới sử dụng một tướng mạnh nhất. Cân mày luôn. Where are you now? Mila, chạy, úi giời, em chạy. Úi giời, mày. Mày phong phí chưa? Ủa mất máu. Rồi. Thế lúc mà văn chơi con nào bây giờ đi giết quái à, không ở đây có đứa sao hết kìa. Anh em mày. Ngựa. Nói chung con này hơi củi. Ôi lẽ ra sở con Mila trên người. À, tình cờ anh gặp chị rồi. Bố ơi, con chào bố. Sống đít rồi. Tiếp đẳng vào dụng. Ok, ra phá được dụng. Con ngựa nha mày. Ôi, bình tĩnh con ngựa. Không ngờ tự nhiên sao cái quả này nó mua lao một trụ nhỉ. Rồi. Rồi mình đã phá được một trụ của nó rồi. Bây giờ mình sẽ đi giết cái con robot này. À, con robot nó đi đâu mẹ hả? Đéo biết.
thế nhé. Mina, đinh cho mày cuốn tao vào đây. Ok, không biết tại sao thua rồi mọi người. Mình đâu biết. Cái con này mình có một bạn tài trợ lĩnh cho mình. Có chính là bạn Khôi Nguyên tài trợ lĩnh cho mình cái con này. Không biết tại sao nó lại như thế. Không biết tại sao luôn á. Nó yếu vãi cất rồi. Nó yếu vãi cả đít rồi. Ờ, thôi được rồi. Cũng gọi cảm ơn bạn Khôi Nguyên đã tài trợ cho mình cái lĩnh này. Không được, không sao. Rồi. Bắt. Mày nhờ. À. Mày nhờ. À nhờ. À. Rồi vào đây. Một mình chụp hết. À, mày sắp phá rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? À. Nên trong mừng ăn. Anh chào, sao tại sao lại vậy mọi người? Mình đâu biết tại sao lại vậy. Ok. Ở chúng mày xong tiếng mà chú tao, what the fuck? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? Sao mày phát chú tao, what the fuck? Sao mày phát chú tao, what the fuck? Wow, bố mày chết tui quá, bố mày chết mày. Sự cái đồng đội nó lại... Ồ, vai xí kìa. Sao cái mấy bọn đồng đội của mình lại thông minh nhỉ? Ôi, ra giết thằng này quay. Ôi giời mày. Sao? Sao? Chú thích tính nhanh ạ. Mày ạ. Ôi giời nhầm. Mày ạ. Một bệnh chụp thế. Mày em không? Không, không, không. Nào, 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 nào. Nào, đại nào, chính cục. Cái mèo gì vậy? Rồi. Bên mình hai trụ, bên nó cũng còn hai trụ thôi. Ra đánh cái thằng robot này mà. Mày ra đây anh cân hết. Một mình chấp hết. Cái gì ẩn à? Anh mới chú ẩn đâu rồi. Đây đi. Mày đây đi. Mày đây đi. Mày đây. Á giời, anh sợ mày quá. Anh sợ mày quá. Anh sợ mày quá. Anh sợ mày quá. Nó đây mà. Ôi giời, anh sợ mày quá. 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 Mày chết này. Chết này. Chết. Chết. Cái what the fuck mày lại chạy về nhà rồi. Rồi. Con robot này nó chạy nhanh nhỉ. Ô biến này. Ô biến nha mày. Đi. Đi. Đi đi đi. Đi đi đi. Có bạn á thằng này đánh nhau. Đánh nhau. Đánh nhau. Đánh nhau. Đánh nhau. Bố mày gì à? Mày cũng vào gì à? Tí máu bố thì. Đi hết nha. Mồn ai nè. Ôi chết rồi. Tôi biết về đây. Ôi dồi ôi. Còn tí máu rồi đánh á. Rồi đi. À quay 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 quay. Còn tí. Ok được rồi. Anh em đâu ra hết đi. Không ngu đâu, thương minh lắm. Robot mày chết rồi, mày chết rồi. À, chạy à, chạy, cũng rồi chạy, cũng rồi chạy. À, cá, mày thì cá này, mày thì ngựa này. Ờ, đừng, 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 đừng. Số cá ngựa nó mạnh. Đi vào mục xem bán đồ, em bán được cái đồ gì thì bán.
bán cái găng tay đi. Bán găng tay một cái khác, tiết kiệm tiền. Ok, mà suy soạn này, soạn tí nữa mua truy xích đủ má còn tí tiền hết rồi thì đây. Bây giờ mẹ chúng mày này đến đây rồi. What the fuck, bố một chuyện. Úi dồi, một mình anh làm sao cân hết được. Úi dồi ôi, một mình anh sao cân được hai cái bọn này. Ôi sao hai bọn này nó lại nổi tiếng đấy này. À không, nó lại phối hợp ăn ý nhỉ. Chắc hai người chơi chung rồi. Giờ chắc hai người chơi chung rồi. Đù má sắp phá chết mẹ cái chủ của mình ơi. Đù phát. Úi dồi ơi. Úi dồi ơi. Sao lần nào tôi cũng thua vậy em em. Gì đây? Chết rồi. Quay áp nào. Nào, nào, mày ra đây bố mình cái này. Nào, 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 nào. Mày tưởng tao sợ, mày sợ tao quá à? Ôi dồi, mày sợ bố mày quá rồi. Ôi dồi, bố mày sợ. Tốt biến à, mày tốt biến nào. Tốt biến này, tốt biến này. Tốt biến về lại mày đi tìm. Tốt biến nào, tốt biến bố mày tốt biến nào. Con ra đây, mày ra đây mà. Ôi dồi, anh nhầm, đợi mình cái gì. Nào. Rồi, vậy tôi quyết định phá cái trụ kia. Anh em quyết định phá cái trụ kia. Em biết tại sao không? Tôi quyết định phải phá cái trụ kia rồi. Mẹ nà. Ôi giời, đừng phá trụ rồi. Phi tiêu sĩ đâu. Ôi chứ được ẩn à, ẩn mọi người. Nó theo mình, nó theo mình. Tại sao mày lại vào chỗ hiếp tao? Tại sao mày hiếp tao? Where are you? Tại sao mày hiếp tao? What the fuck? Tao là con đẹp gái đâu? Sao vẫn ngu như xưa vậy? Thua là chắc chắn rồi. Hiện giờ cái trụ đang trong nguy cơ là chuẩn bị phá đấy. Cái trụ bên kia thì nó vẫn chuẩn bị phá. Nhưng mà mấy bọn này nó thông minh quá ấy, nó thấy hết rồi, nó chết hết rồi. Ok, mọi người chết hết rồi. Úi dồi ôi, tuyệt vời, tuyệt vời. Ok, let's go. Mấy bọn này còn 32, con kia còn 31. Bây giờ phải ra phá cái trụ kia đã. Nhà này phải phá được cái trụ này. Đi anh em. Anh em phải đi rồi anh em. Cho nên anh em phải đi rồi. Cái 20 chết rồi, có 11, thằng kia có 11 luôn rồi á. Mày nhanh lên. Không ngồi ở chuyện nhà nó chịu rồi. Chết rồi. Bố mày bố mày đâu mà đâu. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Nhớ like, share, subscribe của cái channel của mình nha. Và hãy đón xem tiếp video tập 5 chơi gà của mình. Gà mờ khi chơi liên quân nhìn nào. Ok, nhớ like, share để mình gà hơn nữa nha. Bye. Tạm biệt.